Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là tin tức: Phạm Băng Băng đi giày cao 20cm giữa ồn ào bầu bí. Nữ diễn viên Võ Tắc Thiên giữ im lặng quanh tin đồn cô đã có tin vui và chuẩn bị lên xe hoa. Phạm Băng Băng tham gia một sự kiện hôm ngày 22 tây tháng 5 và thu hút một lượng đông khán giả quan tâm. Hàng nghìn người tụ tập tại địa điểm diễn ra chương trình để tận mắt ngắm thần tượng. Trên sân khấu, cô đào họ Phạm diễn váy thắt eo điệu đà và khoe làn da trắng mượt không tì vết. Tin đồn Phạm Băng Băng có bầu rộ lên trong làng giải trí khi nhiều báo đặt nghi vấn Băng Băng đang mập lên trông thấy. Cộng vào đó, cô không đến liên hoan phim Cannes như mọi năm. Trước ồn ào, Băng Băng giữ im lặng. Tuy nhiên, tại sự kiện ngày 22 tây tháng 5, cô đào đi đôi giày cao lên kênh, gián tiếp phủ nhận thông tin đang mang thai những tháng đầu. Với đôi giày cao hơn 20cm, mỗi bước lên xuống, mỹ nhân Võ Tắc Thiên đều có người đỡ tay rất cẩn thận. Người đẹp hoa ngữ rạng rỡ trước ống kính. Một lượng khán giả lớn có mặt tại sự kiện để theo dõi người đẹp họ Phạm. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!